Bị Sen bắt giảm cân nhưng em Golden này không thể cưỡng lại khoai lang. Đền này đang phải vào thời kỳ ăn uống có chế độ vì ẻm tăng cân quá trời rồi. Đang tịnh tâm giảm cân thì mùi khoai lang ở đâu đó bay ra. Thì ra là tên Sen kia đang ăn khoai lang. Thấy tên Sen đang cầm khoai lang thì mắt em Golden này sáng như đèn pha, quên mất việc mình đang ăn kiêng luôn. Nhìn lên con Sen thấy nó ngủ quên rồi, Golden nhà ta còn cẩn thận nằm hẳn xuống sàn và bò từ từ về phía khoai lang đề phòng Sen tỉnh. Nhìn cái dáng bò của nó có hèn chưa kìa. Đường phải dừng lại để xem con Sen phát hiện chưa, sau đó là bò tiếp. Bò được đến nơi rồi, còn cẩn thận dặn tên Sen là giữ im lặng nha. Và hắn còn giả vờ quay sang chỗ khác để canh chừng Sen. Sau khi thấy ổn rồi thì lập tức ném cho tên Sen một ánh mắt trìu mến và đông đầy yêu thương với miếng khoai lang. Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.